Mình sắp đi xe mắt đây. Cậu nói với tôi làm gì? Chúng ta nói chuyện một lát đi. Mà má ơi, anh chị hẹn hò kìa. Có đúng như vậy không? Có đúng là Hermos sẽ bị đóng cửa nếu sau tối chúng ta không vươn lên vị trí dẫn đầu không? Sẽ không sao đâu mà. Sau khi tạp chí phát hành số đặc biệt và Hermos lấy lại vị trí số 1, mình sẽ cầu hôn Chi.